Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay thì đa số các chị em phụ nữ đều có thể biết rằng là cái việc tẩy da chết là nó cũng vô cùng quan trọng trong cái quá trình chăm sóc da của mình. Đấy, có những chị em cũng đã biết được rằng là mình lên tẩy da chết thì mới có một cái làn da trắng sáng và có thể là đưa dưỡng chất đi vào làn da rất là tốt. Đấy, thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị em lại gặp những cái sai lầm khi mà tẩy tế bào chết. Đấy, có bốn cái sai lầm mà chị em thường gặp khi tẩy tế bào chết. Thứ nhất, có nghĩa là chị em không làm sạch da trước khi tẩy tế bào chết. Nếu như không làm sạch bằng sữa rửa mặt và tẩy trang ấy. Nếu như chị em không làm sạch bằng sữa rửa mặt và tẩy trang thì khi mà chúng ta tẩy da chết trước thì những cái chúng ta sẽ chưa lấy đi được những cái tế bào già cỗi. Vì khi đó là những cái dầu thừa này, những cái dầu thừa với lại bụi bẩn ở trên làn da của chúng ta vẫn còn. Chính vì đó khi mà chưa làm sạch bằng sữa rửa mặt và tẩy trang thì chúng ta chỉ mới lấy đi được cái lớp phía trên biểu bì thôi. Đấy, nên chính vì vậy nên là chị em phải sử dụng tẩy trang và sữa rửa mặt trước khi chúng ta tẩy da chết thì chúng ta mới có thể là lấy đi được cái lớp sừng già cỗi. Cái sai lầm thứ hai, nhiều những chị em lại sử dụng trà xoát quá mạnh. Nếu mà trà xoát quá mạnh ấy, thì sẽ gây tổn thương cho làn da, nhất là nó sẽ gây ửng đỏ và kích ứng. Đấy, lên massage nhẹ nhàng và theo vòng tròn. Cái sai lầm thứ ba mà chị em thường mắc phải đó nghĩa là lựa chọn cái tẩy tế bào chết không phù hợp với da. Trên thị trường hiện nay thì có tẩy tế bào chết thì nó có hai dạng, đó là dạng gel và dạng hạt. Nhiều những chị em thì lựa chọn những cái dạng mà hạt ấy thì cái tâm lý rằng là khi mà có hạt thì mình sẽ dùng massage luôn da mặt. Nhưng cái dạng hạt thì nó có những cái hạt tự nhiên như hạt cát ấy, và làn da dễ bị nhạy cảm sẽ bị đỏ rát, tổn thương và rất dễ gây kích ứng. Đấy, thì cái sai lầm thứ tư thì các chị em là tẩy tế bào chết quá nhiều lần trong một tuần. Như các chị em thấy, nếu mà sau mỗi lần tẩy tế bào chết ý, thì da sẽ rất là đẹp. Mỗi lần sau tẩy tế bào chết thì da sẽ rất là đẹp và mịn, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế nên là các chị em lạm dụng tẩy tế bào chết rất là nhiều lần trong một tuần thì khi đó nó sẽ gây tổn thương cho da, nó sẽ gây mỏng da và nó lộ thành ra là nó da chúng ta bị mỏng, nó sẽ yếu. Đấy, bốn cái sai lầm đó là chị em thường mắc phải khi mà tẩy tế bào chết. Thì hiện nay trên thị trường thì đấy, như Lệ vừa nói là có hai cái dạng tẩy tế bào chết, đó chính là dạng gel và dạng hạt. Thì chị em lên sử dụng cái dạng gel, lên sử dụng cái dạng gel. Đấy, như đây hiện giờ Lệ cũng đang sử dụng cái tẩy tế bào chết dạng gel đây, của công ty AB đây, của công ty AMB đó. Đây nó là dòng dược mỹ phẩm, nó là dòng dược mỹ phẩm và nó có dấu cộng y tế. Chính vì thế là nó sẽ gây cho nó sẽ nhẹ dịu cho da và sẽ không gây kích ứng da, không gây tổn thương cho da, không gây đỏ rát. Đấy, một tuần thì lại thường sử dụng hai lần trên một tuần để nó có một cái hiệu quả cao, thì nó sẽ tẩy đi cái lớp sừng già mà khi đó mình muốn đắp mặt nạ, hay là mình muốn đắp mặt nạ hoặc là mình đưa dưỡng chất vào, nó cũng rất là dễ dàng thẩm thấu vào làn da của chúng ta. Đó, đây là dạng gel mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ một tuần chúng ta tẩy hai lần, và sau khi mà Lệ sử dụng là Lệ sẽ bông tẩy trang, là mình Lệ sẽ dùng nước tẩy trang, Lệ sử dụng lau cái bã nhờn bụi bẩn này, lau cái bã nhờn bụi bẩn
sau đó làm lệ sẽ rửa lại bằng sữa rửa mặt, rửa sạch da mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó mình sẽ lấy một lượng gel vừa đủ và mình sẽ cho lên vùng trán và cằm này, cái vùng chữ T này đấy, sau đó mình mới massage nhẹ nhàng vòng tròn như này đó, massage nhẹ nhàng vòng tròn đó để nó đạt một cái hiệu quả rất là tốt, để nó đạt hiệu quả tốt đấy, massage nhẹ nhàng đấy. Khi đó thì sau đó thì khoảng tầm 1 phút là mình sẽ rửa sạch mặt với nước. Sau đó mình sẽ rửa sạch mặt với nước. Thì chúng ta nên tránh những cái vùng lông này ra này. Nhiều khi là những cái gel đấy nó sẽ dính vào lông, nó sẽ rất là khó rửa. Chúng ta nên tránh những vùng lông này ra nhé mọi người. Đấy. Massage nhẹ nhàng. Và trong vòng tầm khoảng 1 phút thì chúng ta rửa lại sạch với nước. Thì đến khi đó chúng ta sẽ nhận được một cái làn da là nó cực kỳ mịn màng. Để cả hôm sau mà chúng ta, cái hôm nào mà chúng ta đi tiệc đi đám cưới ấy, thì tối hôm trước chúng ta hãy tẩy tế bào chết. Nhưng nên lưu ý là đến phiên, nhưng mà kiểu gì cũng chỉ tuần chỉ cùng nắm là tẩy 2 lần. Những cái bạn nào da mỏng thì chúng ta chỉ sử dụng 1 lần thôi. Đấy, khi hôm sau đi đám cưới hoặc là đi tiệc gì mà chúng ta muốn trang điểm, hôm trước mình tẩy tế bào chết, hôm sau trang điểm lên nhìn da rất là mịn màng, như da em bé luôn. Rất là mịn màng mọi người nha. Đấy, đây là cái tẩy tế bào chết dạng gel. Nó là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn AMB Việt Nam. Và nó được nhập khẩu từ Hàn Quốc và phân phối bởi công ty AMB. Đấy, nó là dòng dược mỹ phẩm, nó có cái dấu cộng y tế. Những cái dấu cộng y tế này là không phải là sản phẩm nào người ta cũng có thể là khắc lên trên sản phẩm cái dấu cộng y tế này đâu. Bởi vì đã có dấu cộng y tế, nó là dòng dược mỹ phẩm và được Bộ Y tế Hàn Quốc cấp phép chứng nhận. Chính vì thế nên là mọi người hãy yên tâm khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm tẩy tế bào chết dạng gel này của em Lệ nhé. Khi mà mọi người xem cái video này xong thì chắc hẳn là mọi người sẽ, rất là nhiều chị em đã từng mắc sai lầm đó. Thì bây giờ chúng ta sửa thì nó cũng là chưa muộn. Và nếu mà chị em nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm tẩy tế bào chết dạng gel của Lệ này thì hãy liên hệ với Lệ qua số điện thoại là 0972 272 091. Đó. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình với các bạn. Còn chị em nào đang sử dụng cái tẩy tế bào chết dạng hạt thì cũng được thôi. Nhưng mà đó là dành cho những cái dòng da khỏe. Cái da mà mỏng, da yếu thì nó sẽ gây đau rát. Tuy rằng là nó có cái hạt massage đấy, nhưng mà chúng ta cũng không hạn chế không nên sử dụng cái tẩy tế bào chết dạng hạt đó. Đấy, qua cái video này thì mọi người thấy cái tẩy tế bào chết của mình ok thì hãy liên hệ với mình nhé. Còn là cái video này có hay thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký nhé. Chào các bạn.